Hello, xin chào anh em. Lại là một cái món đồ chơi mới đến từ nhà Green nè. Thì đây á, là một cái bộ vít được xử lý CNC từ cái hợp kim mà nó đạt độ cứng á, là 60HRC nè. Thì để anh em dễ hình dung á, 60HRC là một cái mức rất là cứng nha. Thì nó thường dùng trong các cái dụng cụ đòi hỏi cái chất lượng nè và cái độ bền cao và cần cái khả năng chống mài mòn tốt nha. Ngoài ra, đồ vít của mình còn được mạ điện chrome nè. Nó sẽ giúp chống gỉ nè và bám chặt hơn vào đồ vít nha, hạn chế trượt khi mình xoay nữa. Cái phần đầu vít á, nó được thiết kế dài hơn thông thường nè, thì để mình dễ dàng xử lý ở những cái lỗ vít ẩn ở sâu bên trong nha. Cái tay bằng vít á, nó được làm từ hợp kim nhôm nè, được mạ và gia công rất là tỉ mỉ luôn. Cái đầu xoay này á, nó sẽ giúp cho mình thao tác tháo nè và bằng vít được mượt mà hơn. Cái bộ này cũng có thêm một cái thanh nối dài nè, nó sẽ giúp cho mình tiếp cận được những cái góc sâu nha. Nếu gặp vít cứng thì mình có thể dùng cái lỗ trợ lực này nè để vặn dễ hơn nha. Về cái khả năng tự tính thì cái bộ vít này nó hút rất là chắc chắn, cả theo cái thanh nối dài cũng hút ok luôn nè. Cái bộ này nè thì nó sẽ có đầy đủ các cái đầu vít thông dụng cho thiết bị điện tử, từ cái đầu cộng nè, đầu trừ nè, cho tới sau 5 cánh, 6 cánh nè, tam giác, chữ U nè, có luôn cái đầu tháp khe sim nè và một số cái đầu chuyên dụng cho cái man một số dòng iPhone nữa nha. Có một điểm có thể các bạn sẽ thấy thú vị nè, đó là cái nắp này khi mình mở ra nè hoặc là mình đóng vào nó rất là êm nha. Hầu như là những cái sản phẩm đến từ nhà Ugreen á, nó sẽ có cái độ chỉnh chu rất là tốt nè, có đầy đủ QC, nhãn mát và thông tin xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng nha. Thực sự á, đây là một bộ vít đa năng rất đáng để anh em mình trải nghiệm.